Em lôi kho được cặp này hay này các bác này. Cặp này là cặp Realtek Mark 1. Đây là cặp loa mà những anh em chơi chuyên audio rất là khoái. Tiếng tốt, cấu hình gấu. Giải trầm thì nó lại là bass 40. Xong giải trung, giải cao thì lại toàn là kèn hết. Đấy, các bác nhìn trung kèn này. Em này thì em xếp nó lại kiểu củ chuối. Bình thường là các bác để ý là bao giờ nó cũng từ thấp đến cao. Tức là nó bass, xong đến loa trung, xong rồi đến loa tép. Ví dụ như em này, bass, trung, tép. Nhưng em này thì lại bass, tép, trung. Đấy. Các bác nhìn cái họng kèn của loa trung này. Nó hơn 40 cm. Quá lớn luôn các bác. Đấy. Nó chia làm mấy cái đố để nó tán cái âm trung cho nó ra được nhiều các hướng khác nhau. Đấy, còn đây là tép. Rất là chất, bass 40. Và trong Realtek Mark 1 nó có một cái đặc trưng là màng nó có cái xoắn kiểu như các bác nào mà dùng những cái súng AK là các bác biết trong nòng của khẩu súng AK ấy. Nòng súng AK là nó có những cái khứa như này. Cái khứa này để làm gì các bác biết? Trong nòng khẩu súng nó khứa này để khi mà viên đạn bay vào cái nòng súng ấy, thì những cái này nó tạo thành một cái độ xoắn. Đấy, khi viên đạn bay vào súng nó vừa tốc độ cao nó xoáy ấy. Vừa xoáy vừa ấy, nó giống như cái khoan. Cho nên là đến bề mặt nào mà cần gọi là phá vỡ quần tiêu diệt thì nó cái sức công phá nó rất là lớn. Thì cái thằng này nó làm như này. Nhưng làm nó làm xoắn là giống thôi. Chứ còn mục đích của cái này xoắn cái xương sống như này để làm cho cái màng loa bát này nó vững hơn. Khi mà cái giải trầm nó xuống nó thấp. Chứ không phải là giống cái mục đích của cái anh kia. Giống về mặt hình thức thôi. Vân gỗ các bác nhá. Rất là đẹp. À, lôi kho được em này tuyệt vời luôn này. Và bát 40 cấu hình tép kèn trung kèn thì ít đôi tầm tiền hợp lý lắm. Có đôi này thôi. Realtek thì nói sơ qua cho các bác nhá. Realtek là một thương hiệu của Mỹ. Thì những dòng Realtek thì nó có từ Mark 1. 1 này là 1 này. Xong đến 2 là 2 này. 3 là 3 này. Đấy, 3 dòng đấy là hay về Việt Nam. Đấy, và dòng có dòng 4 nữa. 4 nữa thì 4 là 4. 4 hình như là em có va một đôi rồi. Đấy, còn chưa va thì không biết nhưng mà đã va một đôi rồi. Đấy, thì nó mỗi Mark thì nó sẽ sản xuất ở một nơi khác nhau. Thương hiệu của Mỹ nhưng mà Realtek Mark 1 thì sản xuất tại Nhật. Đấy, các bác hình dung kiểu như Ford thương hiệu của Mỹ, xe ô tô thì nó có rất là nhiều nơi sản xuất, ví dụ Ford Việt Nam đấy, hoặc Toyota của Nhật, thương hiệu của Nhật, nhưng mà ví dụ Toyota Việt Nam sản xuất tại Vĩnh Phúc chẳng hạn như thế. Đấy, Ford em nhớ không nhầm sản xuất tại Hải Dương đấy, hoặc là Mazda thương hiệu của Mỹ, thương hiệu của Nhật, xe sản xuất thì lại tại công ty Trường Hải ở Việt Nam. Đấy, những cái dòng như Mazda 3 bây giờ này. Đấy, CX-5. Các bác chơi thì các bác biết qua một chút về cái thương hiệu của nó. Để chơi thì mình tìm hiểu. Cặp này rất là đẹp nhá. Đấy, anh em nào mà mua thì cố gắng sớm cho em. Tại vì cái dòng này trong kho em có đôi thôi. Rất là đẹp. Cái này đẹp bụi thôi. Lau chùi tí là ngon. Còn chất âm thì sẽ hẹn các bác một ngày đẹp trời nếu còn thì em sẽ test cho các bác. Test cho các bác nghe rất là phê với cặp này. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc các bác luôn luôn có sức khỏe tốt.